ไก่ฮะน่ะพวกเขาพวกเขาเฮ้ยฮะเอาไก่เหรอฮะฮะฮะเอาไก่เหรอ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 โอ้ดูngười đấy cái gì cái phải từ từ ha lơ tình nhỉ mình lúc đang lúc chia sẻ đấy mình đã bị gì thằng coi thằng áo hứa mình sang áo nó trừ khí mình sang áo nó bình tĩnh này bên này hái mặt thuyền này mặt thuyền về thuyền này thuyền xe thế này quay này đâu mà nó vào ở đâu mà trong cơ thể nó mà vào nó ăn không ra thì nó ăn hết nội tạng trong người mà nó ăn đây thế là mình không cho được cái này thì là nó không ra đâu mà nó được cầm cái xong nó được nó tốn bảo là lấy gà về bây giờ là mang về để cho vào cái lọ của nó nuôi ấy hàng ngày hàng năm ấy lúc đấy nói thì là chắc là chú không biết nghe thôi mở con gà thôi chúng con mà bỏ ra nó đủ con gà chỉ cần gà sống thôi gà sống mà nó đòi ăn gà sống mà nó bảo bà chết nó có trong chuông mà nó nấy nó bảo là tốn con gà mang về để nuôi cho vào con lọ nó chuông ấy lúc nấy nói ấy nói xong là nó mới vô cái xong là nó mới ngã rồi ra cái nào uống nước từ chết giờ thứ phi này đấy khiếp nếu chó gà từ giờ thì nó ra luôn rồi nhưng mà phải đợi để pháp luật nó có chứng cứ thôi
Thì bà tôi cái này có thể đấy. Cái thế lười bợ đấy đấy. Quăng cả khối bế. Bây giờ ai dám mà mang về nữa. Về nó là theo, đã theo con gà này rồi. Thế, thế như các chú làm thế này là cấp trên không sợ thì mang về nuôi đi. Bảo có ma thì lấy về đi. Cho vào bao cám cho. Bao xe phải để về nuôi. Chú, nếu mà chú bảo không có ma ấy. Chú có tin có ma không? Không thì cháu lấy vào bao cám cho chú lấy về nuôi nhé. Hả? Vẫn còn sống đây, cháu cho chú về nuôi đây. Không sống thì chết, để cháu cho chú làm gì? Vâng, vẫn còn sống mà. Lấy về nuôi đi. Lấy làm gì? Thả nó sống mà. Tao lắm trường đấy. Có Tuấn đâu là? Nhờ. Anh lấy nhá. À, không cho vào sướng. Đây.